nhằm giải quyết tình trạng tài sản thường bị đóng băng sau khi đem thế chấp. Dự thảo sửa đổi luật dân sự đề xuất cho phép chủ sở hữu tài sản có toàn quyền cho thuê, bán lại tài sản thế chấp mà không cần sự đồng ý của bên cho vay. Nhưng kèm theo đó thì bên cho vay có quyền truy đòi tài sản thế chấp nếu bên vay không trả được nợ. Luật dân sự năm 2005 quy định bên thế chấp tài sản có quyền bán, trao đổi tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển nếu được bên nhận thế chấp đồng ý. Theo ông Hồ Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch Bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp, quy định này phần nào là nhằm bảo vệ quyền lợi của bên cho vay. Tuy nhiên, quy định này vô tình làm tài sản bị đóng băng sau khi mang đi bảo đảm, không tạo lợi nhuận giúp người vay trả nợ. Do đó, dự thảo sửa đổi luật dân sự lần này cho phép bên thế chấp được quyền bán tài sản thế chấp mà không cần có sự đồng ý của chủ nợ. Đi kèm với đó là các điều kiện đảm bảo quyền lợi của bên nhận thế chấp. Theo tôi là cần phải có cái cơ chế là bên cạnh cái việc cho phép bán thì phải nhà nước phải có cơ chế để giúp cho cái bên nhận bảo đảm được quyền kiểm soát cái tài sản này. Tôi lấy ví dụ như là bên nhận thế chấp trong trường hợp này thì vẫn có quyền truy đòi tài sản hoặc là có quyền nhận chính cái tài sản có được từ cái việc bán cái tài sản đấy. Thì những cái quy định này nó vừa bảo đảm cái quyền lợi của bên nhận bảo đảm nhưng đồng thời là nó sẽ thúc đẩy các cái tính thanh khoản của tài sản trên thực tế. Dự thảo luật dân sự sửa đổi có tổng số 685 điều, trong đó giữ nguyên 282 điều, sửa đổi 344 điều, bổ sung 117 điều và bãi bỏ 152 điều so với bộ luật hiện hành. Bản dự thảo mới nhất được điều chỉnh vào ngày 17 tháng 6 năm 2014, đang được công bố lấy ý kiến trên trang điện tử của Chính phủ.